ăn vô. Bên đây nè, bên đây ra còn cái hai nó nè. Quá đại chỗ công nhân nha ơi. Quay lại đưa hình nam với ơi. Che che. Trời ơi. Quá. Hello mọi người ơi. Nay mình cũng về mình làm cảnh ở đồng lúa Bát Ngát cho mọi người nha. Ở sau là bạn mình nha mọi người. Mới chào. Cái gì mới chạy rồi hả? Vậy còn sau đây là ông anh mình là ngồi sau là hứng lúa nha mọi người. Mới là đầu của đầu tiên. Hả? Này là nói chung là hôm nay là cũng tới mùa ở quê mình tới mùa gặt rồi mọi người. Mùa này lúa ngã quá rồi. Mùa này lúa hơi ngã nha mọi người. Đây đây, sau lưng này là phóng đám ruộng của chú Út mình nha mọi người. Cái mình thấy lúa chín đó, mình gặp bạn mình nó chạy và đập liên hợp nữa, mừng quá các bạn ơi. Hai này vui, còn này vui ghê luôn. Lâu gặp bạn mà nói chuyện nghe vui ghê không? Lâu lâu là làm này thấy tao không mày? Thấy chứ. Bạn mình nó nói ở nó chơi với ruộng lúa không, bữa nay nó hơi quay mồ. Quay luôn quay này nữa. Đó, đây. Anh hứng chuyên nghiệp luôn anh, hứng lúa chuyên nghiệp. Đây đây. Nhiều năm. Đây đây là ông anh hứng lúa rồi. Chào mọi người nghe không anh? Chào mọi người. Cái khẩu trang này xuống. Trai rồi đấy, quen bắt mấy rắn rồi nhậu mọi người. Đây đây mọi người ơi, này rắn gì vậy? Trời ơi, rắn biết rắn gì luôn. Rắn gì không biết. Rắn nướng ơi. Rắn nướng. Đâu 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 đâu. Trời ơi con rắn thấy thương. Trời ơi. Thấy không? Thấy bự không? Rắn ôi quá. Quay thấy bự không? Hết nói luôn rồi. Rắn mà còn quá bự bắt. Rắn gì hết nói luôn mọi người. Trời ơi. Ôi, này phải để hình nền cốt mình lên hình nền quá. Ôi, vậy, vậy là mọi người nhớ theo chân anh em mình bữa nay là anh em mình lát đám ruộng của chú Út mình, đám ruộng của ông anh mình nữa. Cái gì vậy? Con gì rắn mối hả? Trời. Hôm nay chúng mình ở đồng ruộng là đồ đồng không đụng gì mắc nấy không mọi người. Ruộng chú Út chú dữ lắm, mày sập ráo rồi. Đây đây đây. Đây ruộng chú Út mình nè. Từ bắt đầu nãy từ dưới cái mình chạy thẳng lên ở vòng ngoài bè trước, chạy thẳng lên vòng ngoài bè trước, cái mình chạy vòng ngoài bè trước là mình chạy vòng đám ruộng rồi chạy ngoài bè trước rồi từ từ chạy bo lại vòng vòng nhỏ lại nha mọi người. Đây nè, sập kiểu này cái lúa nó rụng dưới trơn, lúa nó rụng dưới đất á. Đây 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 đây, mỗi lần sập lần cái mình thấy nè, sập cái gió sập lúa rụng dưới đất trơn, mình đâu có thu hoạch được, phải cây còn đứng lên vậy nè, mình giặt ngang là lúa còn vô cậu máy hết, chứ nó rớt xuống hết là kể như không, rồi mốt nó lên lúa chát hết trơn, mình cũng cắt bỏ mình xạo lúa mới rồi mọi người ạ. 95 ngày trời mới được thu hoạch đám ruộng, để chiều nay chú Út mình bán được nhiều ký rồi, cần lúa bán được rồi, tổng chi phí 3 tháng trời bỏ công sức rồi vốn liếng ra để coi 3 tháng trời rồi, chú mình lại được nhiều nha mọi người. Mọi người thấy cánh đồng ở quê mình mát ngát đẹp mùa hòa bình yên không mọi người. Ở đây giờ mọi người dân ở đây ta cũng trồng lúa, ta không có lợi nhiều, ta cũng lên clip ta trồng dừa, ta trồng cây ăn trái, đa số cũng có một số cũng là lấy ruộng trồng cỏ để thank you.
nãy xuống mình dò một đống này, lát này cái chú Út mình mướn vác nha mọi người. Đây mướn vác qua cầu đây. Đây trước đây là kênh ở ruộng nào cũng có một con kênh để thông nước ra vô, mình bơm nước ra vô ruộng nha mọi người. Mưa thì mình tháo xuống, trời không mưa nắng trên ruộng mình thiếu nước thì mình bơm nước dưới kênh này lên. Đây lát chú mình mướn mấy anh em vác qua đây, vác qua lộ này, đây lộ đường làng, vác qua mình chất nguyên cây đây là sẽ có xe tải tới và chú mình sẽ kêu lái tới và cần bán. Giờ cũng có tiếng đồng hồ mọi người ơi, giờ đây còn lụm ở giữa nữa là mọi người. Đây giờ cái máy gạt đập gom vô từ từ, cái chuột rắn đậu gom vô lỗ ở giữa, cái mấy anh em mình túm lại, mấy anh em mình dí đó. Đây mình mới phát hiện ra có hai cái ổ chuột đó, hai ổ chuột đào tưới lên quá trời luôn, bự ghê luôn. Đây nữa chào ông anh, mình lấy cuốc mình đào lên thử cậu mai có con chuột nào, chuột trống nhum nào không nha mọi người. Chuột này chuột ăn lúa không ngon chất lượng. Nó sâu quá mà đào nổi chứ. Không lẽ trên ruộng mà nó chuột nó ấy sâu dữ vậy hả? Mà mồi rắn chuột này là hiếm có luôn á. Đậu đồng vì đậu đồng là ngon. Ăn được ghê mọi người. Không biết nó còn trong đây ha, nó có đi ăn gỗ ở đâu không, ăn gỗ ở đâu rồi chết luôn. Gỗ ở nước gì vậy? Cái hang chà bá luôn. Cái lỗ hang chà bá luôn rồi sao không thấy không thấy đục luôn. Hả? Đâu rồi. Cái hang đã ghê không? Không những đầu hay thiệt, đầu sâu ghê luôn này. Chuột hay dữ. Đó. Ôi. Quá có chú ngựa. Có. Lấy vậy. Bắt cái lại đi. Cô lý. Rồi mình bắt tay không luôn hả? Cục thì hướng kia thấy có dấu dòi nha mọi người, mong rằng là con chuột khổng lồ để mấy anh em mình đều cũng có cái. Ê nó đang chuột cũng nhúm u má hết thằng luôn ơi, hết thằng luôn. Rồi từ sau ê đây kìa, nó lú đầu ra tới á, chạy dưới không kèo à. Liền đông mà lấy cuốc chặn luôn, màu lắm á, chuột hết thân thuộc chuột cống nhum hay hết thân luôn à, đừng thui luôn, cái đầu đừng thui luôn rồi đó, đó cái đầu đó thế chuột ngon chứ để chạy cái dí cũng đuối à, đuối chuột bự chạy dí gặp trong ruộng này té lên té xuống à. Ê nó rút cái lưng vô lại, lút cái lưng thọc vô lắm á, cắn à, đó lú đầu hả. Đất à, chuột đã quá trời. Đó. Kìa. Trời ơi. Hết thân luôn. Cái đuôi hết thân luôn rồi. Ê. Thôi biết rồi. Thôi biết quá. Thấy chuột là đây không có khè nước dừa tới. Ba bốn con bắt đi. Hả? Chuột hay lắm. Vậy, cắn không được hả? Ừ. Ớt lắm. Nó sáng rắn cắn rồi thì cho chuột cắn luôn đi. Hả? À. Chuột đã quá thôi, công nhận ấy là có liền ha, lấy ăn
quá bận. Ôi. Ê. Ừ đúng má. Ê, nó tung này ra, nó tung này ra. Đi cùng rồi đó. Ba. Đúng má. Lú đâu. Đúng rồi, ở đây nó có cái hàng lên cái đầu kia nó lú qua đây nó chạy ha. Công lương ơi. Hay thiệt. Chạy đâu? Đó, bít về cái nó lú này ra. Đấy, lú đầu. Vô đó. Cần lú là vô. Đó đó, lú cái mỏ lên rồi. Ôi, má nãy mình để cái xiệt đang mình châm. À ha. Cho nó xíu nữa. Ủa vậy là thọc cái tay qua kia thọc quá không được hả ta? Đúng rồi, đúng trả đầu. Đúng trải nghiệm mùa gặt lúa mình bắt chuột bắn rắn đã quá mọi người. Chuột bự ghê luôn á. Không mà không đẩy lại chờ ngon lỡ bắt đi đây. Chứ để ra làm không kịp đó. Đây giống trà. Đó. Đồ đỡ ghê không? Chuột ngay đầu nó luôn mà. Xíu. Nó sắp xíu rồi. Hả? Đây giống trà. Dạ, không chờ hôn bắt đi không á, lấy không được, không được, không thấm gì nữa, đất sình mà, ở đất khô được. Nó cũng tiền, tỉnh à. Nó rồi nó cũng bậu luôn rồi. Buồn quá. Đây, đây, đây. Đây rồi, thế nào nó xi rồi, để lấy cái liềm đè xuống bắt. Quá không được. Giữ giữ giữ. Giữ giữ giữ. Còn tấm bơ hả? Quá trời ảo rồi. Chuột. Cái cổ chết luôn à. Sống chứ. Cắn răng cắn răng. Trời ơi, cúng nhung cúng nhung. Ôi, mấy cái răng hết nó luôn. Ôi ơi. Để kêu hồn kìa. Trời ơi, nó cắn bụp bụp luôn rồi. Ôi. Quá nặng vô. Bên đây nè, bên đây ra còn cái hang nó nè. Quá đại chỗ cống nhâm nữa ơi. Quay lại đưa hình nặng với ơi. Che trời ơi. Quá. Quá. Chuột mập thịt tim mọi ơi. Chuột ăn lúa không rồi, chuột mập hết nói rồi. Ôi đã quá rồi ơi. Chết cái mẹ nó, ủa nó ngủ vậy. Nắng nóng quá. Ôi. Quá sáng giờ mấy anh em đi cũng được rắn chuột cũng khá khá mọi người. Ôi. Hồi đồng này là khỏi chê. Chuột gì bắt dế luôn vậy. Cũng nhâm. Đây là không tới hàng đó. Má chuột bự rồi nó đào cái hàng hết nói rồi nha. Chứ để nhiều khi còn nó hai con cái ổn. Thấy chuột nó đào lên nè, giữa đám ruộng mà đào bươi đất lên banh cạnh chân không được ai.
con ở đó. Con ăn chuột ruộng lúa, ăn lúa còn ăn nấy mập lúc nhìn đã thịt thơm thịt đó đã. Vậy là cái hang bên đó thông qua đây luôn, vậy mình đào trúng chỗ. Ôi hên hên đào trúng hang mấy đây, đào trúng mấy kia, đào cuốc đã giờ mập nữa. Ôi vậy là hai hang cái ổ bên kia nó thông qua đây luôn mọi người. Con con à, con nãy khá, con nãy dám nửa ký luôn ta, nửa ký luôn hả? Trời ơi chuột cũng nhùm hết nói mọi người. Xíu nữa là hết mọi người ơi, quá máy ồn quá mình nói mọi người không nghe, mọi người thông cảm mình nha. Còn tí xíu đây, còn lũng này nữa nè, không lẽ không có. Đây đây đây, cái này nếu có là cũng thấy rồi hả ta, nếu có rắn chuột thì cũng thấy rồi hả, không thấy gì hết vậy. Bốn công mà không lẽ không được con chuột con rắn nào. Nãy có mấy anh em mình đào được con chuột con nhum cả ký à, không lẽ được con nãy cái hết luôn rồi. Đây đây đây, thường mấy miền trên ta chuột nghèo, tao lấy lưới tao dí, tao bao lại dí bắt chuột khủng luôn nha mọi người. Còn ở dưới quê mình mấy cánh đồng mình giờ nói chung đồ đồng hiếm lắm mọi người ơi. Gấp bu mình bu bu lại kiếm rồi có chuột nào chiều cứu tí ghê, người đứng góc á tiền cái đó nữa muốn hết luôn rồi. Quay luôn, quay luôn. Đánh nhau nhiều xíu à. Vậy thôi, nhỏ quá, nhỏ quá, nhỏ quá. Tha nó lên đây. Rắn nhỏ quá mọi người. Không có luôn rồi. Mong anh mình nằm ngay địa điểm này, mong là có rắn có chuột quay cho mọi người cùng xem. Chuột ra luôn rồi. Chỉ có hai đám lúa duy nhất là ở xung quanh đây là rắn chuột, họ phải chui vô mấy đám lúa này nha mọi người, không lẽ không có kỳ ta.
thường trong vuông trong nhà về đâu có gì ăn, chỉ có hai đống lúa này ra chuột rắn rồi mới ăn lúa lắm. Mà phải chuột nãy mấy anh em bắt con chuột cống nhum ăn lúa còn mặt lúc luôn, nó trầu một lúc luôn, ăn gà sót sỉ vô này. Rồi anh kia ông anh mình với tía mình đang đứng đầu kia, mình canh đầu đây giờ kiếm đồ đồng hiếm quá mọi người ơi. Còn khúc này nữa, đoạn này nữa cái máy đi tới ngay mình luôn là hết luôn nha mọi người. Mình chú Út mình với đám của Bắc Tư mình không có chuột rắn nào luôn không vậy, hiểu mình mà mình đeo mơ giờ luôn. Nay là chỉ mình trực tiếp được cái cảnh đồng quê đến mùa gặt ở đồng quê mình coi ra sao nha mọi người. Bây giờ rắn chuột không có luôn, mình cũng đeo từ đầu tới giờ luôn, có con chuột nãy là ở đào hang mình với ông anh mình bắt được vậy thôi mọi người ơi. Thôi để mình chạy vô coi chú Út mình cần lúa, đám chú Út mình coi 4 trồng lúa coi được bao nhiêu tấn nha mọi người. Để tình không có chuột không rắn. Rồi nhìn thấy sau lưng mình không? Rồi nhà chú Út mình có cây me gì đó cháu lắm mọi người. Me là nguyên me Thái á, là ngay nè, có hộp như kiểu hộp me đầu trọng nha, me Thái ăn đã gì đâu mọi người. Đây, vừa dốt luôn, sắp tới dốt luôn. Còn hết lo ngay mà chữ me đầu họng me Thái. Thôi giờ cũng xong rồi mọi người ơi, bạn mình cũng gặt hai đám của ông chú mình với ông bác mình, giờ bạn mình cũng về luôn các bạn. Chào mọi người nha. Còn để mình vô quay ông chú mình coi cân được nhiêu lúa các bạn ơi. Đây nó vậy á mọi người, phóng lúa từ đám xong cái mình vác qua kinh này cái đem ra hên, hồi xưa đâu có đường mòn gì đâu, mình phải vác xa lắm nha mọi người. Giờ có cái đường này, nhưng nói chung giờ kinh tế ở tỉnh nào cũng vậy, đường xá người ta làm đường ráo cho mọi người dân làm ăn phát triển kinh tế lên mọi người. Đây lên có đầy cần cái xe tải là chở luôn, mới cân xong mọi người ơi. Gì chú? Từ máy phóng với máy gạch đập hộp đồ. Nói chung ở quê nó vậy mọi người, cực khổ, làm lúa thì lời lớn cũng không nhiều, 3 tháng trời, hơn 3 tháng, 95 ngày. 4 con lúa được có 2 tấn 2, bán với giá hiện giờ có 51 52 mọi người ơi, bán với giá 4 con có được 11 triệu. Chú thím con vòng 95 ngày kiếm cũng được có kiếm được có 4-5 triệu mọi người, trừ tiền công tráng máy phóng hồi nãy mọi người. Tính qua tính lại là nãy giờ chú hiếu mình tính qua tính lại là sao nãy mình tưởng đâu lời 4-5 triệu, rốt cuộc tính ra lời chắc được 3 triệu mọi người. Máy dài máy phóng rồi với mấy công kinh cân lúa rồi dắt lúa nào mình chưa tính vô nữa mọi người. Đấy, sống miền quê chỉ vậy, nhưng mà được cái yên bình mọi người, để có nhiều sống nhiều miễn yên bình được rồi. Thôi giờ cũng tạm kết thúc clip đây luôn mọi người ơi, mai mọi người nhé.
sống miền quê vậy mà. Giờ chiều quá trời mát mẻ rồi. Bây giờ về chú cháu mình không tắm rửa, ngủ nghỉ ngơi là phấn quá. Chưa nghe quá. Đây mọi người ơi.